Đây là 5 viên sapphire, hàng có sao, rất là đẹp luôn. Đó, 4 viên xung quanh này, sáng nát luôn. Lưu ý cái sapphire hàng Ấn Độ này thì mặt dưới nó không có mài nha anh chị em mình nha. Đó là Kha Vương nó rõ là mặt dưới nó không có mài. Để từ Kha Vương quay xong, Kha Vương sẽ quay mặt dưới cho anh chị mình xem. Cái viên nhỏ nhất thì nó bằng cái đầu đũa, còn cái viên lớn nhất ở giữa thì nó bằng cái đầu đũa ở dưới. Nói chung là to hơn á, chứ mình Kha Vương chỉ lấy ví dụ thôi. Chứ sự thật thì 4 viên xung quanh nè thì nó to hơn cái đầu đũa mình ăn cơm. Còn cái viên ở giữa đây thì nó to hơn cái đít đũa mình ăn cơm. Đây giờ Kha Vương lật cái mặt sau lại. Đó, mặt sau của nó là không có mài, Kha Vương nó rõ ràng như vậy. Nhưng rất là đẹp. Khi mình làm nhẵn làm đồ thì quan trọng là cái mặt trước thôi. Kha Vương cảm ơn. Và 5 viên này Kha Vương chỉ giao lưu nhẹ với giá là 600.000 đồng và Kha Vương bao ship. Tất nhiên hàng sapphire này Kha Vương thanh lý, Kha Vương không muốn hàng bị quay đầu nên Kha Vương chỉ nhận chuyển khoản hoặc là đặt cọc 100.000 cũng được, số tiền còn lại nhận hàng và đưa tiền cho bưu điện. Với những vị khách quen cũng vậy, chỉ trừ khách quen uy tín thôi. Kha Vương cảm ơn.